Xin chào anh em, mình là Hợp. Và hôm nay mình về trên tay một chiếc đồng hồ Oris. Chiếc đồng hồ Oris này thuộc dòng Atelier và nó khá là đẹp. Nó sẽ dành cho anh em nào thích một chiếc dress watch mà có đầy đủ info để chúng ta có thể sử dụng hàng ngày. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có ở phía trong, nó là một cái hộp chứa đồng hồ. Hộp ngoài thì có hộp vận chuyển thì mình đã nói rồi, mình không quay nhiều nữa. Các bạn có thể thấy ở đây là hộp đời mới của Oris, với cái thiết kế nó khác hẳn so với những cái mẫu cũ màu đen. Thì mẫu mới này Oris lấy chủ đạo hai màu, đó là màu ghi sáng và một màu ghi đậm, và nó được làm khá là thanh lịch. Ở phía trong này chúng ta sẽ thấy một lớp da lộn, sờ cũng khá là đã tay. Chiếc Oris này của mình thì thuộc dòng Atelier và nó là một chiếc Atelier Complication. Chúng ta sẽ có cái mã ở đây là 01582-7689-4351. Và cái này có đầy đủ serial number cũng như là cái mã QR code này, các bạn có thể search. Mình sẽ trên tay mẫu này để cho anh em xem. Những cái dòng Atelier này thì mình cũng đã về khá nhiều rồi. Tuy nhiên chiếc dây da mà có niềng 18K như chiếc này thì mình mới về lần đầu. Chúng ta sẽ được tặng kèm một cái tun chọc, và tun chọc này sẽ giúp chúng ta chỉnh ngày với các chỉnh thứ ở trong đồng hồ. Đây là một chiếc Oris mà có khá là nhiều tính năng, cho nên là chúng ta cần lưu ý khi sử dụng. Mình sẽ lau qua các cái vết vân tay mà mình đã chạm lên để show cho anh em cái đồng hồ với tình trạng là ngon nghẻ nhất. Như các bạn đang thấy thì đây là chiếc Oris Atelier và nó là Complication Moon Phase Day Date 24 giờ. Thì với chiếc đồng hồ này thì chúng ta sẽ có rất là nhiều tính năng ở trên mặt dial. Điển hình như đây, các bạn có thể thấy ở ngay góc 12 giờ của chúng ta là một cái ô Moon Phase. Ô Moon Phase này có rất là nhiều những cái ngôi sao và có nền màu xanh, được sơn màu xanh. Ngay phía dưới thì chúng ta sẽ có logo là Oris Automatic. Chúng ta sẽ có một cái mặt dial vân hoa với những cái vân hoa khá là tuyệt vời. Và bộ kim cọc của chúng ta thì được làm hoàn toàn bằng thép không gỉ, sau đó được mạ vàng. Màu vàng trên chiếc này là màu vàng yellow gold các bạn nhé. Nó sẽ phù hợp với anh em nào tầm trung tuổi thì chúng ta đeo chiếc này sẽ rất là hợp. Trong mặt dial chúng ta thì sẽ có ở đây là ba cái sub dial nhỏ. Trong đó sub dial góc 6 giờ của chúng ta thì sẽ là sub dial 24 giờ. Sub dial góc 9 giờ của chúng ta là lịch ngày với cái con số 31. Và sub dial góc 3 giờ của chúng ta thì sẽ là lịch thứ. Hiện tại đồng hồ chưa có cót thì mình sẽ lên cót cho các bạn thấy. Và bắt đầu sau khi lên khoảng 5 vòng thì kim dây của chúng ta đã bắt đầu chạy rồi. Bộ kim cọc thì được thiết kế theo một cái design chung của đồng hồ. Và các bạn có thể thấy rất là rõ ràng cái kim dây nó được làm mảnh so với hai cái kim giờ và phút được làm theo dạng như các bạn thấy ở đây, nó giống như là cái mũi giáo. Và cái cọc số của chúng ta thì cũng được làm nhọn như vậy, rất là đẹp. Đó. Mình rất thích cái mặt vân hoa này của Oris. Mặt vân hoa nó đem cho chúng ta một cái mặt dial rất là chi tiết và tuyệt vời. Kính của chúng ta là kính sapphire và nó sẽ có lớp phủ chống lóa để chúng ta có thể nhìn thấy cái mặt dial của chúng ta trong hơn. Ngay ở phía ngoài thì các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có một cái niềng. Và niềng này của chúng ta thì cũng được làm màu vàng với màu yellow gold, rất là tuyệt vời. Đó, khá là đẹp. Ở phía bên phải này thì như các bạn thấy là chúng ta sẽ có logo Oris và hai cái nút push button. Ở bên trái này một nút. Thì ba cái nút này thì chúng ta sẽ điều chỉnh, đó là thứ, ngày và 24 giờ. Còn cái moon phase của chúng ta thì như thường lệ của những cái dòng sản phẩm Oris thì moon phase khi mà chúng ta chỉnh lần đầu chúng ta sẽ phải quay tay. Đó, các bạn quay kim này. Và các bạn thấy mặt trăng nó đang sắp sửa lặn. Đó. Thì đây là khoảng tầm cuối tháng, tầm ngày 28-29. Và khi mình quay qua đến một lần nữa thì nó sẽ, các bạn sẽ thấy ngay cái chân trăng này nó sẽ lặn xuống. Đó, nó vừa mới xoay. Đó. Vì cái đĩa trăng này nó sẽ chính xác cho đến hàng chục đến cả 100 năm. Cho nên là các bạn sẽ chỉ cần nên chỉnh một lần đầu thôi.
Còn các lần sau của chúng ta thì trừ khi là chúng ta để đồng hồ lâu quá chúng ta không đeo thì chúng ta mới phải chỉnh lại. Do đó Oris mới sử dụng cái cách là quay tay để chúng ta có thể chỉnh được chăng. Còn với ba cái nút này thì Oris đã tặng kèm một cái núm để chúng ta có thể chỉnh. Và các bạn chỉ cần ấn vào đây. Đó, các bạn có thể thấy ở đây là hiện tại nó đang khoảng tầm 2-3 giờ sáng thì mình sẽ quay ra. Mình sẽ quay đến khoảng tầm 9-10 giờ thì chúng ta chỉnh nó sẽ dễ hơn. Thông thường là các đồng hồ của chúng ta thì chúng ta sẽ có, nó sẽ lock lại các cái tính năng chỉnh. Đó, các bạn có thể thấy là khi chúng ta quay qua ngoài 6 giờ sáng thì chúng ta ấn phát là chúng ta đã chỉnh rồi. Còn lúc nãy để ở 2 giờ sáng thì nó sẽ có cái nấc khóa để chúng ta không được chỉnh. Vì cái thời gian đó là cái thời gian mà nhảy lịch, mà chiếc này lại nhiều lịch. Đây là cái kim chỉ 24 giờ. Chúng ta có thể set up là nó giống với cả cái kim này của chúng ta. Tức là chỉ sáng tối. Hoặc là chúng ta sẽ set up nó là như một múi giờ thứ hai thì chúng ta có thể tiện theo dõi rất là dễ dàng. Hiện tại nó để khoảng 10 giờ sáng thì mình sẽ để như này. Đó. Còn phía bên này thì chắc chắn nó sẽ là lịch ngày rồi. Các bạn có thể thấy rõ ở đây. Đó, và chúng ta ấn vào là lịch ngày. À, với chiếc đồng hồ này thì nó có cái giá retail khá là cao. Khi mà các bạn mua chính hãng thì nó sẽ vào khoảng tầm ngoài 80 triệu. Thì với một chiếc sun sale như này thì bên mình có giá mới 100% như này thì khoảng 39.500.000. Thì với thương hiệu Oris thì đây là một cái mức giá khá là hợp lý. Khi mà cái dòng sản phẩm mà qua sử dụng của chiếc này thì nó cũng 27-28 triệu rồi. Mà thậm chí mà để có cái đề mi vàng như này thì chắc là mình nghĩ nó phải bây giờ khoảng tầm 29-30 triệu là hàng qua sử dụng. Còn chiếc này thì bên mình bán mới với giá là 39.500.000. Ở phía đằng sau thì các bạn sẽ thấy ngay bộ máy, đó là Oris với chữ của chúng ta với cái búa đỏ. Một cái rất là đặc trưng của những cái dòng sản phẩm Oris mà các bạn có thể thấy rất là rõ ràng. Dòng sản phẩm này của chúng ta thì sẽ có cái mã máy là 582, Oris 582. Với cái mã máy này thì chúng ta sẽ thấy ngay là nó sẽ có 25 chân kính. Và đây là một máy base trên dòng ETA. Có 28.800 tần số động và chúng ta sẽ có khoảng 40 giờ tích cót. Cái củ văng sau thì được hoàn thiện lại với cái logo Swissmade Oris Hi-Mac. Và chúng ta sẽ thấy cái búa đỏ đặc trưng của nó. Kính sau này của chúng ta cũng là kính sapphire. Phần đáy sau thì được hoàn thiện theo hai cách, đó là một nửa bóng và ở phía ngoài của chúng ta thì sẽ được làm với những cái đường phay xước đồng tâm. Đó, cái phần bóng này của chúng ta thì sẽ có đầy đủ những thông tin như là kính sapphire này, thân thép không gỉ này và Oris Suite 7689 với serial number của nó, và chúng ta sẽ có độ chấm nước là 53. Đáy sau này được cố định với phần thân bởi 8 con vít, và các bạn có thể thấy 8 con vít này thì được Oris đặt ở trên cái phần mà đánh xoáy tròn đồng tâm. Đó. Nói chung là đây là một chiếc đồng hồ khá là đẹp cả trước cả sau, mình đánh giá như vậy rất là tốt. Và size của nó thì rất là yêu luôn, với size của chiếc này chỉ khoảng 40mm thì tay và lắc của nó cụt. Lắc của chiếc này thì mình đoán khoảng 47. Thì với cái lắc tu lắc này thì tay các bạn khoảng tầm 15.5 đến 16 chúng ta cũng đeo được. Đi kèm với chiếc đồng hồ này đó là một sợi dây da, và dây đây dây da cá sấu, cùng với đó là một cái khóa gập của Oris, rất là dễ để chúng ta có thể sử dụng hàng ngày. Sợi dây da này có màu nâu các bạn nhé. Và lên tay thì cũng dễ thôi, không có gì khó cả. Tuy nhiên đây là một chiếc đồng hồ mới cho nên mình sẽ không tra khóa vào sâu cho anh em được. Đó. Đây là khi lên tay. Tay của mình 18 cho nên dư thừa khá nhiều. Tay các bạn chỉ cần 16 nữa. 16cm là chúng ta đeo được chiếc Oris này rồi. Chiếc Oris này hiện đang có sẵn tại bên mình và đi kèm với đó là chế độ bảo hành là 2 năm. Nếu như anh em nào thích chiếc Oris này thì có thể liên hệ bên mình theo thông tin bên dưới video. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.